Mọi người thấy ngay lập tức của em tắm nước này đấy chính là em nó nhỏ gọn. Những cái tắm nước bình thường mà một tắm nước cho gia đình này hoặc là những cái tắm nước kể cả loại nhỏ gọn hơn một chút ý, thì mình cảm thấy nó không thể nào nhỏ gọn bằng em này được, và nó không dây nhá, các bạn có thể sạc nó và sử dụng nhiều lần. Thì em này là một trợ thủ rất là đắc lực cho những bạn niềng răng luôn ý. Kể cả không niềng răng thì mình vẫn khuyên các bạn sử dụng tắm nước. Sản phẩm này thì mình đã được hãng gửi tặng thì mình thấy là cũng đã khá là nhỏ gọn rồi. Tuy nhiên là nếu mọi người gập lại nhá, tháo cái nắp này ra đang có nước ở trong. Phần ống hút nước này mọi người có thể đẩy lên nhá. Lắp cái này ở dưới. Thật sự là quá gọn luôn ý. Mình không nghĩ là có một cái tăm nước nào có thể gọn hơn như thế này nữa. Em này thì có hai chế độ là high và low. Trong hướng dẫn sử dụng thì người ta sẽ hướng dẫn là cái mức high này sẽ dành cho người bình thường. Còn nếu bạn nhạy cảm ấy thì có thể sử dụng low. So sánh với cái lợi ích mà nó mang lại là rất là nhanh này, vệ sinh rất là sạch luôn. So với các loại tăm tre, tăm nhựa bình thường ấy thì em nó vệ sinh rất là kỹ từng ngóc ngách bằng sức nước. Thế nên là nó sẽ hạn chế cái tổn thương đến răng người nếu của mình tối đa hết sức có thể. Những cái nhược điểm duy nhất của tăm nước đấy chính là nó hơi bị to để mà khi mang đi mọi nơi ấy. Nhưng mà mình thấy là cái sản phẩm này của Iris Care thì có thể chấp nhận được với cái kích cỡ này. Nó cũng là rất là nhỏ gọn.